Thưa quý vị, vào sáng nay, huyện Đức Huệ và ban tổ chức chương trình cầu nông thôn, tạp chí Nông thôn Việt phối hợp tổ chức lễ khánh thành chính công trình cầu tuyến rạch trạm Mỹ Bình giai đoạn 2. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Đức Quang, tổng biên tập tạp chí Nông thôn Việt và Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Giang Úc đến dự chính công trình cầu được xây dựng ở giai đoạn 2 có điểm bắt đầu từ cầu Dòng Dinh đến cầu Mỹ Bình với chiều dài khoảng 6 km, kết nối từ đường tỉnh 838B với đường tỉnh 838 đi qua khai xã Mỹ Thành Tây, Mỹ Quế Tây. Qua 15 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và thông xe phục vụ nhân dân thuận lợi trong việc đi lại, cũng như vận chuyển hàng hóa, tái trọng mỗi cầu 8 tấn tổng mức đầu tư 18,8 tỷ đồng, trong đó ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Dương tài trợ 9 tỷ đồng và vốn ngân sách huyện 9,8 tỷ đồng. Tuyến rạch Tràm Mỹ Bình là tuyến đường nằm dọc bờ kênh rạch Tràm từ ngã năm Bình Thành đi qua 6 xã gồm Bình Hòa Hưng, Bình Thành, Mỹ Bình, Mỹ Thành Tây, Mỹ Quế Tây, Mỹ Quế Đông của tuyến tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh, kéo dài toàn tuyến 33 km tuyến đường Quang thành sẽ kết nối vào đường tỉnh 818, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối dùng, đảm bảo an ninh quốc phòng và đặc biệt là nó có ý nghĩa rất lớn trong việc mua bán trao đổi hàng hóa, nhất là hàng nông sản. Dịp này, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Úc trao tặng bằng khen của Quỹ ban nhân dân tỉnh cho khai tập thể vì có thành tích dẫn động, đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội tại huyện Đức Quệ.